Chào mọi người, Đức đây. Và tối nay Đức sẽ trao đổi với mọi người về một cái chủ đề là bảo quản cái tài khoản crypto trước cái môi trường internet đó. Thì dạo gần đây thấy trên mạng nói là nhiều cái vấn đề hack đó. Thì nói nè, như đây nè, sàn giao dịch Bitcoin lớn thứ nhất thế giới bị hack nè. Đây nè, sàn ở Nhật bị hack 30 mấy triệu đô nè, ăn trộm 40 mấy triệu đô nè, Binance bị hack 7.000 Bitcoin nè. Cái này là để phân tích rõ nha mọi người. Hack á, hack Bitcoin là chỉ hack là cái vào cái sàn giao dịch thôi. Mà cái sàn giao dịch đó họ sẽ có hai cái ví, một cái ví nóng và ví lạnh. Cái ví lạnh á, khi mình gửi tiền vào, nhà đầu tư mình gửi Bitcoin vào cho sàn giữ thì sàn họ sẽ hiện cái số điểm ảo trên sàn cho mình thôi. Cái số này ví dụ mình nạp vào 10 bit thì trên cái tài khoản mình nó sẽ hiện ra 10 bit, đó không phải là 10 bit, nó chỉ là 10 điểm thôi, 10 điểm BTC thôi. Bit của mình nó sẽ được lưu trữ vào một cái ví lạnh của sàn. Cái ví này thì được bảo quản bởi cái công nghệ là đa chữ ký. Đa chữ ký là có nghĩa là trong hội đồng quản trị họ có 10 người thì 10 người sẽ nắm cái quyền kiểm soát cái ví đó. Đại loại là mình sẽ hiểu nôm na là khi có một cái lượt rút ra, ví dụ rút một 10 bit ra thì chỉ cần một đến hai ông duyệt thôi, họ sẽ có điều khoản với nhau. Khi mà rút ra, ví dụ rút 1.000 bit thì yêu cầu trong hội đồng quản trị là đồng loạt phải 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 duyệt thì mới rút được số tiền lớn như vậy. Đó 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 là gọi là quản lý đa chữ ký. Nên vấn đề nói là sàn A, sàn B bị hack rồi ôm ví trốn, cái đó là họ cố tình dàn xếp ra để lấy tiền của nhà đầu tư nha anh chị. Đây nè, để mình nói về cái vụ sàn Binance bị hack luôn. Cái vấn đề nói sàn Binance bị hack 7.000 Bitcoin trị giá khoảng 41 triệu đô la Mỹ tại thời điểm đó. Ở đây có thể là một cái phần thôi, là một cái chiêu PR cho sàn thôi. Anh chị biết không, sàn Binance bị mất 41 triệu đô la, nhưng mà trong khi đó anh chị của Đức gửi trên đây rất rất nhiều tiền, thậm chí cả triệu đô mà cũng không bị mất tiền. Anh chị biết tại sao không? Binance họ có một cái quỹ á, khi mà bị hack thì cái quỹ nó sẽ đền tiền lại. Thì theo một cái thuyết âm mưu của Đức nhận định thôi, cái vấn đề hack này là mục đích là họ chỉ PR cho sàn Binance thôi, họ để hút cái lượng tiền á, hút cái lượng Bitcoin từ các sàn khác rút về á. Như anh chị mà để tiền cho một cái sàn bất kỳ mà bị hack thì anh chị sẽ mất trắng tiền. Anh chị nhớ năm 2017 là sàn Bittrex đó, anh chị để tiền nó bị hack thì anh chị sẽ mất tiền. Nhưng mà Binance nha, mình để tiền trên đó mình bị hack, sàn bị hack mất 41 triệu đô la mà mình không bị mất một đồng nào. Cái này là một cái chiêu PR cho sàn á, mình nghĩ là một cái chiêu PR thôi, chứ khả năng hack thì rất khó. Tại một cái ví nóng của sàn Binance á, họ để cho con bot nó quản lý cái ví đó để nhà những đầu tư rút số tiền nhỏ sẽ về nhanh á. Thì nhưng mà số tiền đó, cái ví nóng nó sẽ rất là ít Bitcoin thôi, đa phần là chỉ chữ lạnh hết nha mọi người. Đó là thuyết âm mưu của mình thôi, nên mọi người đó đó là chỉ thuyết âm mưu này nọ thôi, chứ mình không tin là bị hack. Rồi bây giờ ở đây là mình nói về cái vụ hack tài khoản sàn Bitcoin nha. Còn riêng á, còn hack để hack mạng lưới Bitcoin là không thể nha anh chị. Bitcoin á, là khi mà anh chị mình mua Bitcoin á, là mình mua một cái quyền sở hữu tài sản tuyệt đối. Mình có thể hiểu nôm na là đây, ở đây có một cái hình này nè. Như một cái hình này, ở bên đây và bên đây là hai bức tường nha. Khi mình cái ông A, đây là ông A, ông có Bitcoin, ông chuyển Bitcoin qua bên ông B là cái Bitcoin biến mất bên này. Nó chứ có nghĩa là blockchain nó là truyền tải đi cái giá trị thực nha, chứ không phải truyền thông tin. Nếu mà truyền thông tin nó có nghĩa là đây nè, nó truyền qua đây thì bên đây nó còn lại một cái bên này nữa, thì nó gọi là truyền thông tin. Ở đây là Bitcoin, ví dụ là Bitcoin từ đây chuyển qua đây là mất, Bitcoin bên này mất. Nhưng mà cái người muốn chuyển cái này, người ta sẽ nắm một cái, người ta gọi là cái private key anh chị. Cái private key là cái khóa cá nhân của mình á, cái khóa cá nhân đó là sẽ chuyển tiền qua chuyển lại đó. Cái người nắm private key của cái ví bên này sẽ chuyển qua ví bên này, đó là Bitcoin di chuyển qua đây. Bitcoin là quyền sở hữu tài sản tuyệt đối nha anh chị, không bao giờ bị hack đâu nha. Nếu mà nó bị hack người ta cười mình chết luôn á. Rồi, để không mất thời gian của anh chị, chúng mình đi vào vấn đề luôn nha. Hôm nay em sẽ nói về vấn đề là bảo quản tài khoản crypto. Đây là một số thông tin về Đức nha. Anh chị có thể liên lạc với Đức qua một số cái thông tin này. Đây, bảo mật cái tài khoản crypto. Thứ nhất, anh chị cố gắng sắp xếp cho mình một cái
máy tính thì phải dùng pin bản quyền nha, hoặc là dùng cái MacBook cũng được, MacBook của Apple nó khá là an toàn. Tại sao anh nói là dùng bản quyền nha? Mình kèm thêm một cái gì virus là BKV Pro nha anh chị. Để anh chị coi nè. Đây cái máy của em đây, dùng hơn 10 năm đã win bản quyền, nó chưa phải cài lại là một lần nào. Cực kỳ mượt, cực kỳ mượt. Trong khi bạn em những người xài win lậu á, thì cứ 2 đến 3 tháng họ phải cài lại, rất là phiền phức. Em đây là em mua thẳng cái win bản quyền luôn, sử dụng rất là đỉnh. Ngoài ra mình cái win bản quyền mình kèm thêm là cái phần mềm BKV Pro của Việt Nam viết nha. Phần mềm này rất là đỉnh nha. Người Việt viết nhưng mà nằm trong top 3 đến 4 những cái phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới á. Em rất là thích cái dùng phần mềm này. Rồi. Bảo mật cái tài khoản crypto thì cái mục số 1 mình quan trọng là cái tài khoản cái sàn giao dịch nha. Tài khoản sàn giao dịch thì mình sẽ lưu ý cái email cá nhân. Em sẽ đi những cái sườn chính rồi sau đó mình sẽ chơi phân chi tiết vào những cái nha anh chị. Cái hai là bảo quản tài khoản cá nhân. Tài khoản cá nhân này là ví nóng, những cái ví online á, như ví blockchain, ví Coinbase hoặc là ví sàn cũng là ví nóng luôn nha anh chị. Những cái ví nào online, cái Robinhood khi mình nằm online á. À, để em nói về cái vụ mà ví nóng ví lạnh. Ví nóng ví lạnh thì có nhiều tài liệu họ nói trên mạng anh chị cũng khó hiểu lắm. Họ nói ví nóng này ví lạnh kia, anh chị cứ hiểu đâm na là một cái ví họ sẽ có một cái private key là cái chìa khóa cá nhân á. Mà cái ví nào mà có cái private key nằm offline không kết nối internet thì đó là ví lạnh. Còn cái ví nào mà cái private key mình nằm online, nằm trên cái thế giới internet, nằm trên môi trường internet thì cái ví đó gọi là ví nóng hết nha anh chị. Mình gửi tiền vào sàn á, thực ra là sàn họ bảo quản mình bằng là ví lạnh trong cái ví lạnh của họ, nhưng mình gửi tiền cho họ, họ mình đâu có nắm được private key đâu. Mình không nói được private key, họ có nghĩa là mình nạp cho họ 100 bit vào sàn. Bây giờ họ không thích trả mình, họ nói cái tài khoản mình nghi là rửa tiền gian lậu, họ không trả 100 bit cho mình thì làm gì nhau, thì chắc chắn mình mất tiền rồi. Nên bản chất đó là ví nóng rồi. Mình gửi vào đâu có nắm private key đâu, là mình không có nắm cái quyền sở hữu cái số lượng Bitcoin đó, thì đó là ví nóng. Còn mình nắm cái Bitcoin mà cái private key mình nằm trong tay và nằm offline không kết nối với internet đó, đó là cái ví 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 lạnh, là ví Ledger Nano S hoặc cái ví Trezor đó. Hai cái ví đó khá thông dụng nha anh chị. Đây, tài khoản cá nhân ví lạnh. Và cái bảo mật 2FA, Two Factor Authentication. Nếu mà cái tài khoản cá nhân mình lưu ý vấn đề email nha, email đăng ký với cái sàn nha. Đây em sẽ phân tích, cái này hồi nữa mình sẽ phân tích sau vào. Nếu mà sử dụng ví nóng thì mình không có sử dụng internet công cộng nha, hạn chế nha. Ví dụ anh chị mình đi hay lên uống cà phê mình hay sử dụng wifi á, mình sử dụng wifi đó mình rất dễ bị mất tiền nha. Cái người mà họ có thể đánh cắp thông tin mình xông vào cái wifi này, anh chị lưu ý nha. À, bảo cái nếu mà mình sử dụng ví lạnh á, mình sẽ lưu ý một vài cái vấn đề sau nè, là cách sao lưu 24 từ khóa nè, và làm sao mình nhận biết cái ví lạnh này là cái ví lạnh từ công ty, không phải là cái ví lạnh đã cài cái phần mềm gián điệp nha. Anh chị đừng có nghĩ là mình xài ví lạnh là an toàn nha. Ví lạnh nếu mà mình xài không biết cách á, xài cái ví lạnh mà họ đã cào sẵn, ghi sẵn 24 ký tự và họ cho mình một cái dưới cái một lớp giấy bạc mình cà ra, mình sẽ bị mất tiền nha anh chị. Nào, để em cho anh chị coi luôn, khỏi đây. Mất tiền từ chiếc ví an toàn nhất thế giới. Ở đây để mình em phân biệt cho anh chị coi luôn nha, một cái bài báo nha. Anh chị biết tại sao họ mất tiền không? Một cái anh này hoặc cái một người nè. Em nói sơ thôi đó. Cái ví Ledger mua về mà 24 từ này nằm dưới một cái lớp bạc là xua rồi. 24 từ này là được một cái nhóm người họ đã mua cái ví này trước, họ ghi lại, họ sao lưu 24 từ này rồi, khiến khi mình nạp tiền vào thì họ cứ canh cái ví mình thôi. Khi nào ví mình thật nhiều tiền thì họ sẽ lấy backup toàn bộ cái dữ liệu của mình, họ lấy tiền của mình. Anh chị chắc chắn khi sử dụng cái ví Ledger là 24 từ khóa này mình phải lấy từ cái thiết bị nó ghi ra nha, chứ không từ trên một cái tờ giấy hoặc một cái tài liệu nào đó, từ trong cái ví đưa ra thì ok. Đó, mất tiền anh chị thấy không? Chữ 34 ngày hôm la mất nha.
Đây. Mất trắng 34.000 đô sau khi bỏ tiền vào chiếc ví được mệnh danh là an toàn hay nhất. Chơi coi, hãy kiểm tra ngay đi. Cái này vui á. Anh chị thấy lợi hại không anh chị? Đó. Nha. Và ở đây bảo mật, nếu mà bảo mật AFA thì mình chủ yếu xoáy vào cái OTH màu đỏ và cái Authenticator của thằng Google thôi. Hai cái này xoáy vào hai cái này. Giờ mình sẽ vào cái mục này nha, phân tích chi tiết vào cái tài khoản tài giao dịch đó nha. Đây. Lưu ý vào cái email cá nhân. Đây. Cái email. Cái bát email sẽ đặt dài. Nói chung là đặt tầm 450 ký tự gì đó, có chữ hoa, có chữ thường, có số, có ký hiệu đặc biệt. Tạo xong mà không nhớ bát là thành công rồi. Tạo xong nhớ bát là coi như mình thất bại nha anh chị, giống như mình học là kiếm hiệp Trương Tam Phong á. Trương Tam Phong dạy cho Trương Vô Kỵ thì nói là quên hết chiêu rồi đó. Quên hết chiêu là đẳng cấp cao nhất nha. Mình tạo bát xong á, đây nè, ví dụ một cái bát minh họa của Đức Tạo nó cỡ này nè. Tạo xong mình không nhớ là mình thành công. Tạo xong mình mà nhớ được cái bát vượt mình đã tạo là chứng tỏ mình thất bại rồi. Lát nữa em nói tại sao là như vậy luôn, em phân tích cho mọi người nha. À, ở đây tại sao em lại nói là đặt bát dài nha. Để em cho anh chị một coi một cái này. Đây. Đây là mình em Đức sẽ xét một cái về cái máy tính nha. Có nghĩa là một cái bát quật mình đặt á có độ dài khoảng 4 ký tự. Ký tự mình đặt là từ chữ A đến chữ Z. Thì máy tính thường á, máy tính thường là những cái máy tính thông dụng nó sẽ muốn giải cái bát quật này nó chỉ giải trong một giây ra bát rồi. Nó làm phép thử á. Nếu mà cái bát mình đặt mà 4 ký tự mà nó có chữ từ chữ A đến chữ Z, có chữ hoa, chữ thường, có số, có ký hiệu đặc biệt thì muốn giải thì khoảng 4.8 giây. Đây. Mình muốn tăng 5 ký tự thì giải 25 giây. Và tương tự như vậy, nếu mà tăng lên 10 ký tự, tăng lên chiều dài 10 á, 10 ký tự mà trong đó chữ hoa, chữ thường, có số, có kiểu đặc biệt á thì mất 91.800 năm nha anh chị. Anh chị có thể check được cái này số liệu này có chính xác nha, không có chém gió đâu nha. Rồi. Đó, mình đặt vậy muốn giải này máy tính nó giải 91.800 năm là 10 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nói chung cái bát buộc của mình đây nó khoảng 40 ký tự, khoảng gần 40. Mà 10 ký tự thì nó đã giải trong vòng là 91.800 năm rồi. Là gần như không thể giải được cái bát này nha anh chị. Rồi, mình sẽ bảo mật mask level cho cái email mình. Mask level là gồm cái gì? Thứ nhất là SMS cho cái email mình. Khi có một cái IP lạ đăng nhập lên cái vào cái email mình, nó sẽ báo về cái tin nhắn SMS. Và cái thứ hai là cái authentication của và cái authentication cho email. Và cái nữa là mình không cho IP lạ đăng nhập vào cái email luôn. Giờ để em nói cái quy trình nha, bảo mật cái email không? Cái bước đầu tiên nha. Bước đầu tiên vào email thì sẽ gồm là password nè, cái này gọi là mật mã lớp 1 đúng không? Nếu mà có được phá được cái mật mã này đi thì sẽ đến cái mật mã hai là cho IP lạ, thì họ sẽ gửi một cái email về cái số điện thoại của mình á. Khi có cái IP lạ họ tấn công đi, nếu mà may mắn họ thì có máy tính họ có thể giải được cái bát này của mình đi. Thì đến có cái IP lạ đăng nhập thì mình đã không cho phép được, cái này là lớp bát lớp 2 nè. Khi mà qua họ qua được cái hacker qua được cái lớp này sẽ đến một cái lớp SMS là lớp 3. Lớp SMS nếu mà họ hack được nữa thì sẽ qua cái lớp authenticator là lớp thứ 4. Gần như là không thể xuyên qua nha anh chị. Phá được cái bát này là em nói là xác suất bằng 0 á. Muốn phá cái bát này bằng những cái máy tính thường thông dụng á là xác suất bằng 0 nha. Có nghĩa là giống như mình chơi xúc xắc á, là mình lắc cái mặt xí ngầu mà mình nghĩ muốn lắc ra cái mặt 7 nút á, nó gọi là biến cố không thể nha anh chị. Muốn phá được cái bát này gọi là biến cố không thể rồi đó. Mà trong khi đó mình còn lồng thêm 3 cái bát bảo mật nữa. Thì xác suất mà để hacker họ tấn công được cái email của mình là gần như là bằng không, gọi là biến cố không thể xảy ra nha anh chị. Cái tên email nè, mình phải tạo lạ nè. Thằng Google nó cho mình tạo cái email từ 6 đến 30 ký tự, mà theo em thì nên đặt dài, mình đặt khoảng 25 đến 30 ký tự nha. Cái bát đăng ký cho cái user nữa, và cái bát đăng ký cho cái user sàn á phải dài. Nói chung tùy sàn, như sàn Binance họ cho đầm đặt dài, một số sàn họ chỉ cho mình đặt khoảng 18 ký tự thì mình đặt 18 ký tự nha anh chị. Đó. Mình không nhớ tên email tốt nhất
mình sẽ có một cái công cụ quản lý cái việc đó, đó là Excel. Excel họ sẽ quản lý hộ cho mình tất cả cái password này nè, và tất cả này để mình nhớ nha anh chị. Lát em Đức sẽ thực hành cho. Email dùng đăng ký tài khoản là duy nhất cho một sàn đó thôi nha. Ví dụ mình đăng ký cho sàn Binance, mình chữ đó là 10.000 đô trên sàn Binance đi, thì cái email mình sử dụng cho sàn Binance thôi. Mình không có sử dụng cái email đó để gửi thư và nhận thư, tại vì khi mình gửi thư và nhận thư mình dễ nhiễm virus lắm, thì khả năng cái email mình nó sẽ không an toàn nha anh chị. Hạn chế mà gửi nhận thư nè, email nè, dễ nhiễm virus nè. Rồi, chẳng hạn Đức sẽ nói về ví cá nhân. Đây là ví nóng nha, cái ví online á. Cái ví đầu tiên, cái ví thông dụng anh chị em mình hay sử dụng là cái ví blockchain.com á. Ngày xưa nó là blockchain.info nha. Đó. Cái ví này là mình đâu biết ông chủ là ai đâu. Một ngày đẹp trời mình mở ra số Bitcoin mình, họ đóng cái blockchain rồi, họ đóng cái trang web blockchain.com rồi, toàn bộ số tiền mình mất. Mình đâu biết ông chủ là ai đâu. Nha anh chị. Cái ví thứ hai là ví Coinbase. Cái ví Coinbase này cũng giống như ví blockchain, nó cũng dạng ví nóng, nhưng mà ví Coinbase này nó có cái bảo hiểm nha. Mình để tiền trên ví Coinbase này cũng ok á, nhưng mà đừng để quá nhiều nha anh chị. Ví app không phải là của dev, có nghĩa là một đồng coin. Cái ví app này mình có thể là ví chết nè, ví chết là ví của Binance đó, là của một dạng ví thôi, có nghĩa là ví chết để chữ đồng các đồng coin khác, là không phải của cái đội dev viết. Thường thì một đội dev viết đồng coin họ sẽ có cái ví chuyên biệt nha anh chị, cái ví đó gọi là ví của đội dev nè. Ví nóng là các ví, cái sàn dịch cũng là ví nóng nè. Các loại ví trên điện thoại, ví Exodus, ví chết là ví nóng hết nha anh chị. Một số ví riêng của dev nè cũng là ví nóng. Đây, nếu hai cái ví trên này mình nâng cao bảo mật lên thì cũng có thể tạm dùng được thôi, còn chữ mà số tiền quá nhiều thì không nên chữ trên đây nha anh chị. Cái ví của đội dev thì không phải đội dev hên xui lắm, có nhiều khi nó mở cái ví ra nha, nó thiết kế nó mở cái app ra, khi mọi người gửi cho nó đủ 1.000 bit rồi, thằng chủ ví nó kêu đóng nghỉ chơi, không chơi nữa, bán toàn bộ số bit này, họ đi Dubai họ sống, 1.000 bit họ cũng giàu rồi, họ cũng đâu có làm nữa đâu. Đó, hên xui nha anh chị. Ví sàn giao dịch thì rất nguy hiểm rồi, em không có khuyến cáo mọi người để tiền sàn giao dịch nha, nguy hiểm lắm, nhất là những cái sàn cỏ nha. Được rồi, anh chị thấy không, một cái sàn lớn top 2, top 1 thế giới luôn á, sàn IDAT á, chủ sàn họ kêu là giờ chủ sàn lắm cái ví họ và nó không biết tung tích rồi đó, thì giờ mọi người nhà đầu tư là gần như mất trắng rồi, anh chị thấy kinh khủng chưa. Có ví ở các ví ở trên điện thoại, ví chết, ví Exodus á, ví trên desktop á, thì nguy hiểm. Lát em sẽ mở cho mọi người coi ví Exodus, ví trên đó luôn. Một số cái ví riêng đội dev thì ok, cũng tạm chấp nhận được nè. Như cái ví Neo thì có đồng Neo, thì có ví Neon nè, đồng Cardano, có ví Dedalus nè. Ví Dedalus này khá là hay nha anh chị. Mình chữ coi trong này mình sẽ được staking luôn. Staking là sinh ra cái đồng mới luôn, khá ok. À, cái này ví lạnh, ví cá nhân. Gọi là ví cứng, ví lạnh đó. Cái ví thương hiệu nổi tiếng là ví Ledger. Ví Ledger. Thứ hai là ví Trezor. Đây. Đây, cái này em đã nói cái ví Exodus nè. Ví Exodus là ví Neon, là ví này chữ đồng Neo, ví này là chữ nhiều cái đồng coin khác nhau đó anh chị nha. Ngoài ra cái ví Zelcoin nè, ví Zelcoin chữ ví Zelcoin này của cái đội lập trình là đội đội cái đồng Zel á, đồng Zel này được tách ra là cái đồng Zen Zen Zcash á. Nó cũng bữa nào mình Đức sẽ làm cái chủ đề phân tích về cái đồng đó luôn. À, ví Ledger đúng không? Đây. Anh chị muốn mua cái ví Ledger, anh chị vào trên trang chủ này luôn nha. Anh chị đặt là từ Pháp họ sẽ chuyển về cho mình luôn nha. Mình thanh toán bằng credit card, thẻ tín dụng. Ở đây có rất là nhiều loại ví khác nhau. Nó không riêng một loại ví đâu. Nhưng mà Đức ở đây Đức chữ cái ví Ledger Nano S, nó còn cái ví Ledger X nè. Nhiều cái ví, rất nhiều cái ví. Hướng dẫn sử dụng có đầy đủ luôn. Họ sẽ chữ được rất rất nhiều cái đồng coin nha anh chị. Ba cái ví chính là ví Ledger Nano S nè, ví Ledger Blue, ví Ledger X. Em Đức thì sử dụng cái ví này. Mình sử dụng bữa nào Đức sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái đó. Rồi, ok.
quên. Vichezo cũng vậy nha anh chị. Cách sao lưu, anh chị hãy lưu ý là cách sao lưu ví lạnh như thế nào nha. Là cách mình sao lưu 24 từ khóa đó. Mình sao lưu là mình ghi chép lại. Một là ghi chép lên một quyển sổ. Hai là ghi chép lên quyển sổ rồi. Mình sẽ ghi chép thêm một cái là cái đó gọi là ghi chép chứng. Ghi chép cứng, ghi chép mềm mình sẽ sao lưu một cái thiết bị. Rồi là Excel đi, mình lập một cái Excel lên đó mình sao lưu 24 từ khóa lên. Một số hạn ví cứng khác mình không xét đến nha. Một số cái ví trên máy tính mà mình nắm một cái private key, mình để cho cái private key này offline luôn, nó cũng là ví lạnh. Lạnh hay nóng là nó quyết định bởi cái private key, cái khóa cá nhân nha anh chị. Hai cái ví này mua, nên mua một cái, ít nhất là một cái để sử dụng. Tại mua cái ví Ledger Nano S này mình có thể chữ gần như tất cả các đồng coin này nha anh chị. Cách sao lưu cái ví này rất rất quan trọng nha. Có nghĩa là một cái ví lạnh nó khi mà bị cháy nổ mình cũng không bị mất tiền, mình có thể sao lưu lại cái ví đó được. Về một số cái ví khác và cái private key làm cho nó offline, em Đức sẽ làm một cái chuyên đề riêng. Giờ bảo mật HFA đi. Bảo mật HFA thì chủ yếu là mình sẽ xoay quanh vấn đề HFA là authentication thôi. Rồi HFA, SMS, VoIP, Pay rồi mấy cái này thì nó cũng không sử dụng nhiều. Có một cái phần mềm luôn, phần mềm riêng luôn. Và cái này đẩy ghi chú, một số loại khác. Cái FA này thì nó sẽ có hai cái dùng rất là nhiều trong crypto nha. 2FA này nè, cái này ít dùng. Rồi về bảo mật 2FA authentication đi, cái này thì em Đức sẽ nói về sơ về cái khung sườn thôi, còn lại mình Google rất là nhiều tài liệu nha anh chị. Đây 2FA authentication thì nó cái nổi tiếng nhất á, là cái authenticator của thằng Google rất rất an toàn nha anh chị. Cái thứ hai là cái OT màu đỏ. Cái này không an toàn, nhưng mà cái này có ưu điểm là backup được. Có số điện thoại và có cái email đăng ký của tài khoản OT màu đỏ này sẽ backup lên cái điện thoại khác. Có nghĩa là trong một cái app OT màu đỏ này nó có đang có 30 cái mã OT, 30 cái pass đang chạy ở trong đó. Mình chỉ cần có email đăng ký, số điện thoại, mình sẽ backup lên một cái điện thoại khác 30 cái pass đang chạy đó. Nó không an toàn nha anh chị. Cái này an toàn nhưng mà không backup lại được. Không backup được là không backup bằng app, nhưng mà mình em Đức sẽ hướng dẫn mọi người mình có một cái backup riêng luôn. Mình tự backup cho bản thân mình không cần app backup luôn. Đây không backup được nè. Backup theo phương pháp Excel á là có nghĩa là một cái mã mà khi khởi chạy nó sẽ có khoảng 16 cái chữ hoa nha anh chị, mình sẽ sao lưu cái 16 cái chữ đó vào cái file Excel. Đồng thời mình sao lưu thêm cái mã QR code nữa. Cái này ở dưới này thì nó backup được thì không an toàn. Khuyến cáo anh chị nên sử dụng cái authenticator của thằng Google nha. Đây có số điện thoại, có email là backup được nè. Đây em Đức sẽ nói về sơ là cái phương pháp nâng cao nha. Phương pháp nâng cao là như thế nào, làm Excel như thế nào á. Mình hóa hóa thông, mình hóa hóa dữ liệu thông tin cá nhân của mình rồi. Đây. Mã hóa dữ liệu thông tin cá nhân Excel bằng phương pháp của em Đức nha. Mình phải có một cái thói quen đổi mật khẩu định kỳ nữa. Cứ khoảng 1 tháng mà họ đến 1 tháng rưỡi mình nên đổi mật khẩu một lần nha anh chị. Mật khẩu đặt dài như vậy nhưng vẫn nên đổi cho nó an toàn nha. Backup file Excel và thông tin cá nhân chống virus nha. Nhiều khi mình làm Excel mình tự tin á, nhưng mà Excel mình bị virus cắn á, là cái file Excel mình sẽ không mở được, mình cũng mất sạch số tiền ở trong đó nha anh chị. Thì thường cái đó mình sẽ có cách xử lý rất đơn giản thôi. Mình nén cái file Excel lại bằng một cái file WinRAR, WinZip á. File đó thì không bao giờ bị virus cắn nha anh chị. An toàn 100% nha. Nếu anh chị mà làm theo đủ các bước này, an toàn 100%, không bao giờ có chuyện bị hack nha. Đây, nói về nâng bảo mật thì tùy vào túi tiền mọi người. Em Đức thì em phức phân ra như vậy nè. Đó, số tiền trên 1 triệu đô mình sẽ bảo quản như thế nào. Số tiền từ 0.5 đến 1 triệu đô bảo quản như thế nào. Số tiền 100 đến 500 ngàn đô, 50 ngàn đến 100 ngàn đô, và 10 đến 50 ngàn và dưới 10 ngàn. Đó, những cái trên 10 ngàn đô mình nên chữ lạnh hết nha anh chị. Theo em Đức là nên chữ lạnh. Còn dưới 10 ngàn đô mình có thể chữ ví nóng, ví sàn, đủ các loại ví. Rồi, giờ xong rồi em Đức sẽ vào, mình vào hướng dẫn nha. Đây một cái email nha. Đó, anh chị vào cái email nè.
Rồi, anh chị vào email, muốn bảo mật email anh chị vào chỗ này nha. Cài đặt nè. Cái email này em đặt tên khá lạ nha. Tên khá lạ. Mạng hơi kém. Rồi, anh chị vào ở đây nha. Mình vào như thế này nè. Tài khoản và đăng nhập nè. Thay đổi mật khẩu anh chị thấy không? Thay đổi mật khẩu nè. Rồi, nó yêu cầu mình xác nhận mật khẩu lại nè. Xác nhận mật khẩu đúng không? Họ yêu cầu mình xác nhận mật khẩu, mình phải là người đó mật khẩu mới nè. Rồi, mật khẩu mới. Cái mật khẩu cũ của em Đức đây nha. Giờ mật khẩu mới em Đức sẽ cóp xuống cái này đi. Cái này dài chưa đủ đúng không anh chị? Cho thêm mấy số nha. Rồi, cái đầu từ đầu viết hoa. Rồi, chữ này viết hoa. Chữ này mình viết hoa. Rồi, mật khẩu được cho anh chị. Được anh chị mình cóp ra nha. Anh chị nào nhớ được mật khẩu này em Đức sẽ dẫn đi ăn luôn. Rồi. Dán nè. Dán nè, đổi mật khẩu. Đây nó đã đổi mật khẩu nè. Đợi xíu. Giờ bắt đầu nha anh chị. Nè, bấm save đi. Anh chị bắt đầu nè. Mình đâu kiểm tra bảo mật của mình nha. Kiểm tra. Rồi đây rồi đến chỗ bảo mật mà anh chị vào chỗ bảo mật nha. Đây. Anh chị phải vào chỗ này đây. Sử dụng đăng nhập điện thoại nè, mình mở lên. Xác nhận hai bước mình mở lên. Rồi cái này không cần, mình sẽ nói về cái này đi. Cái đó là đăng nhập trên điện thoại, có nghĩa là cái email mà Đức sẽ đăng nhập trên cái điện thoại của Đức rồi thì Đức sẽ xác nhận cái bước này. Đây không cần, mình kích hoạt 2FA lên đi. Đây. Bắt đầu nha anh chị. Rồi. Đó. Em sẽ backup mình xuống gọi này nha. Nhắn tin. Rồi tiếp theo. Nhắn tin. Giờ đợi cái mã về điện thoại của em Đức. Năm bảy ba năm bốn không. Bật. Rồi. Đây. Để đây anh chị kích hoạt. Sau cái đó là mình cài cái mã rồi mình sẽ kích hoạt thêm cái mã này nha. Cài đặt thêm cái mã Authenticator nè. Đức dùng iPhone. Tiếp theo nha anh chị. Đây. Cái này. Đây mình sẽ sao lưu. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sao lưu cái mã này lại luôn. Chụp lại cái mã này nha anh chị. Tại sao chụp vậy luôn á, không quét trực tiếp, em sẽ Đức thì giải thích cho mọi người luôn. Em Đức sẽ lưu lại laptop đi, rồi Đức sẽ lắp em xóa ngay. Rồi, mình sẽ chèn cái bát vào đây nha. Insert nè. Insert cái hình nó vào nhanh chị. Desktop. Cho nên phải lấy pin quá. Rồi. Mình sẽ quét trên cái mã này nha anh chị, mình sẽ quét trên mã này nha. Ở bên Google họ không có cái chế độ backup kia.
không có chế độ backup 16 cái từ. Đức sẽ quét cái mã này. Rồi. Vào qua đây. Em ta bấm tiếp theo nè. Anh chị bấm xác minh nè. Tài khoản anh chị sẽ an toàn, rất rất an toàn rồi đó. Rồi bấm sau. Đó. Khá an toàn nha anh chị. Rồi mình vào đây. Bật rồi đó. Mật khẩu ứng dụng hồi nãy mình đã bật rồi mà ta. Đây, đó. Anh chị thấy ghê không? Cái bát này nó sẽ đổi liên tục 30 giây, nó đổi một lần nha. Nó không phải như cái bát nhắn tin SMS đâu nha. Cái bát mà nhắn tin SMS nó rất dễ bị hack nha anh chị. Bát này cực kỳ khó nha. Rồi anh chị xác nhận cái bát này. Bát này sẽ đổi liên tục. Nó chạy liên tục trong cái điện thoại của mình đó. Rồi. Rồi mình sẽ thêm cái mail khôi phục nha anh chị. Nè. Thiết lập rồi nè. Cực kỳ an toàn. Rất rất an toàn luôn. Email khôi phục. Thêm cái email khôi phục nha anh chị. Rồi, đợi cái email khôi phục đi. Rồi. Chị kéo đây, cho mình kích hoạt đây. Cái mật khẩu ứng dụng này anh Đức vẫn chưa bỏ mật cái này được rồi, bỏ mật OT này rồi với lại này nọ là đủ rồi, quá đủ rồi, chuẩn. Chỉ cần đơn giản vậy thôi anh chị, đó là những bước này thôi. Đó, họ báo về được rồi nè. Nói chung mình thích vào coi, anh chị vào coi nha. Đó. Bỏ mật vậy là khá ok rồi. Nó còn chưa gọi là chưa nâng cao đâu. Nó cũng gọi là an toàn thôi. Rồi để em sẽ nói về cái quy trình tại sao mình mất tiền từ sàn giao dịch nha. Đức sẽ vào cái tài khoản đi. Anh chị muốn an toàn khi mình vào cái sàn Binance mình nhớ bookmark lại nha. Bấm vào đây nè. Mình chọn đây nè, Done. Mình book lại cái trang này thì nó sẽ ra cái trang chính chủ nha. Giờ Đức sẽ đăng nhập vào cái một cái tài khoản đi. Đây anh chị coi nè, đó cái bát anh Đức đặt dài không, rất dài luôn nha anh chị. Đó Bitcoin đang rớt 6/7 nè. Đây
Đây cái bát nước đặc nè, cái tên email cũng không nhớ luôn, thầy có demo cho mọi người coi luôn, đăng nhập vô nha. Đó, đóng đây kéo qua nè, yêu cầu nhập cái bát này, cái bát này nha anh chị. Ồ, cái bát này lỗi hả ta? Hình như bát này em Đức có đổi lại rồi. Để mọi người đợi xíu nha, lấy cục sạc. Rồi mình sẽ nhập cái bát này nha anh chị. Em Đức sẽ tìm cái bát, thì mình lưu rất nhiều cái bát. Bây giờ lưu ở chỗ nào? Rồi, cái bát đúng không? Đây cái bát lũ đây rồi. Rồi mình sẽ vào sàn thấy không, vào cái sàn rồi anh Đức sẽ nói cái quy trình rút tiền nha, quy trình rút tiền tại sao mình mất tiền. Đây. Vào ví đi. Ô, tài khoản này hết tiền rồi. Còn một chấm mấy đô mình review luôn. Đây. Sao review ta? Hết tiền rồi sao review đây? Có ai cho ít tiền nạp vô review nha. Đây. Ví dụ đi, rút một cái đồng bất kỳ. Vừa rút đồng này anh chị vào withdraw nè. Anh chị để ý nha. Ở đây nó có 3 nền tảng rút cái ví. Cái đồng Tether là USDT có 3 nền tảng, một nền tảng ERC20 là chạy trên cái nền tảng mà ERC20 là chạy trên mạng lưới Ethereum, nền tảng Omni là nền tảng nguyên thủy của Tether là chạy nền tảng Bitcoin nè, và nền tảng chạy nền tảng Control đó. Rồi đây anh chị nè. Ví dụ anh chị sẽ nhập nha. Anh chị chọn cái này, anh chị nhập cái ví nhận nè, cái ví nhận USDT của mình. Và nhập số lượng USDT. Anh chị bấm xuống submit thì nó sẽ ra một cái bảng để anh chị nhập cái mã 2FA authentication của cái sàn này, và sau khi đó khi nhập xong thì đúng cái mã đó thì họ sẽ gửi một cái thông báo về email cá nhân của mình là có một cái lượt rút tiền. Thì anh chị thấy không, cái quy trình nó về cái email cá nhân mà muốn tấn công vào cái email cá nhân đâu phải đơn giản đâu. Vậy em Đức sẽ nói hình dung cho mọi người một cái quy trình nha, muốn rút tiền sàn giao dịch nha.
Tôi nghĩ là hacker phải tấn công đầu tiên vô cái path login vô cái sàn này. Cái path đó là 40 ký tự, dài đến cỡ đó gần như tấn công là không thể tấn công rồi. Cái thứ hai là cái OT để vào đây. Cái thứ ba là khi mà có thiết bị lạ tấn công đăng nhập vào cái tài khoản sàn này nè, thì nó sẽ báo về cái email của mình là có cho thiết bị lạ đăng nhập vào không. Mình không cho đăng nhập thì họ cũng không đăng nhập được, là path lớp 2. Path lớp 3 là OT. Path thứ tư rút tiền là OT nữa. Và path lớp 5 là họ phải qua cái email mình và tấn công 8 bước bên đó. Thì anh chị thấy hôm đây là cái lịch sử rút tiền của em rất là trước nè. Đây. Lịch sử nạp tiền nè. Nạp cũng vui lắm, nạp xíu à. Lịch sử nạp tiền nè. Tài khoản này em Đức nghĩ hình như cũng rút ra rồi nè. Lịch sử nạp rút. Đây. Nạp nè. Nạp vô cũng nhiều nha anh chị. Không đùa đâu. Đây là cái ví cũ của mình thôi. Nè. Nạp lần 0.4, 0.1 bit quá trời nè. Đó. Đó rồi ok. Em Thức sẽ nói sơ cho mọi người như vậy thôi nha. Rồi cảm ơn mọi người. Mọi người thấy, nếu mà thấy cái video này là hay hữu ích thì hãy like, share, subscribe cho kênh nha, để em Đức có động lực phát triển nha. Rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người.